でしょう。我让他看你，我背这两年。你要那看那个？对呀。我现在在弄东西，我也是。准备做。做一夜才干净。Sau khi cái đoạn đường ngang có đường cổ thì mình đã leo được lên tới còn thấy đang học thì ở trên này mọi người sẽ nhìn thấy toàn cảnh của cái đảo Fujin này và về phía bên đất liền phía bên cao hùng bên đây là mọi người có thể nhìn ra cái bãi biển của đảo cao quá. Ở trên phía bên trái đó là cái ngọn núi Đặng. Thì mình sẽ đi lên cái giống như là cái quảng trường để mình chụp hình và chụp hình cảnh khi mà mình từ phía bên đảo mình chụp về phía bên cao hùng. Bãi biển kìa. Không nói không may biết luôn. Ôi. Ê, bơi được kìa. Ôi. Bơi được. Thank you. I'm a student. Thank you.
đi đèn nào. Đây là đèn măng sông. Đốt cái này lên, chùm cái này lên trên cái này. Xong rồi đốt lên, dầu lửa nó sẽ phun ra. Và cái bếp này nó sẽ làm lửa, nó sẽ đốt cái này sáng lên. Mỗi lần đốt mình sẽ phải bơm cái bình này lên. Còn nếu này như cái này nó có cái này nó có không có cái đồ bơm này, chắc phải bơm hơi vô là để cho nó có hơi để nó tống cái dầu ra, nó phun ra thì nó sẽ làm cái này sáng lên. Để sáng ở trên biển không có bị không phải giống như là cái đèn chiếu sáng trong nhà của mình. Hồi xưa không có đèn dây tóc. Mr. Ha, do we go to the beach? Do we go to the beach? Hey, we go to the beach here. Yeah, yeah, yeah. Đi xuống khỏe hơn xíu. You want to go here or to go down and go to the beach directly? Two choice. One is we go here. It's a whole path. It's a path to go here. Along the beach. And the one is this is the around the beach. No. 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 Không biết em chọn vậy là đúng không anh? Nó nhỏ nhất rồi đúng không anh? Không biết, hình như đi đường này đường vòng hay sao. Em thấy cái đường màu vàng nó vòng xa hơn. Cái này nó hơi vòng gần hơn nhưng mà đủ. Bây giờ mình đã tới được cái khu này là khu quân sự, khu chỉ huy quân sự. Hả? Hay là cái chỗ để mà dân bối bối và biết, tại vì mình bắp lớn là bắp.
không có nắm được là cái ngôn ngữ tên đi học là được người ta chú thích là gì. Mình thấy cái này giống như là cái nhà tù cái gì, có mấy cái nhà giống như là nhà tù để giam giữ tội phạm hay sao. Mình đi tới đây đi học là Đức Huy ở trên này á, còn gió thổi hiu hiu, kia là Uyên Đan mát luôn và rất là the beach rất là đẹp. Mọi người có thể nhìn toàn the beach xung quanh giữa beach cái đảo over here. Shijin này và nhìn về phía bên Cao Hùng và nhìn phía ngoài biển thì bãi biển ở đây rất là đẹp. Bãi biển ở đây dài lắm nha mọi người, thấy vậy chứ là trên bản đồ thì rất là dài luôn. Hello, 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 hello. Beast kìa. Ở đây gió mát lắm nha mọi người. Ở đây hiện tại đang là khoảng 20 độ thôi, gió rất là mát luôn. Mặc dù là nắng như vậy nha, nắng nè, nhưng mà gió thì rất là mát luôn. Đây rất là đẹp luôn á. Có một con tàu lớn kìa, nó con tàu lớn ngoài đó đó. Đi ông lại. Tới đây check in thì rất là ok luôn nha. Maru.
Panama. Con nào tàu này được đi từ vịnh Panama, từ kênh đào Panama, Panama Canal. Thì cái kênh đào này được xây dựng để lưu thông hàng hải nha mọi người. Thì cái kênh đào này là một cái tuyến đường thủy nhân tạo dài tới 82 km ở Panama, nối Đại Tây Dương với Thái Bình Dương và phân chia Bắc và Nam Mỹ. Kênh đào được cắt ngang là eo biển Panama và đường dẫn cho thương mại hàng hải. So many fisher. Thì ở trên thế giới mà ai mà có làm bên ngành hàng hải, ngành vận chuyển hàng hóa container thì sẽ biết được hai cái kênh đào lớn ở trên thế giới, đó là kênh đào Panama và kênh đào Suez. Kênh đào Suez được xây dựng vào năm được hoạt động vào năm 1869. Kênh đào Suez thì xuyên biển dài 164 km. Oh gosh, và you are here. Ơn trời cậu đây rồi. Kênh đào này, kênh đào Suez đã được xây dựng hay bãi biển á tới 10 năm, nối liền biển Địa Trung Hải và biển Đỏ. Kênh đào Suez á để xây dựng được là tốn 10 năm và hơn 1 triệu công nhân Ai Cập thì mới được xây dựng được cái kênh đào Suez này. Nên cái kênh đào này là kênh đào huyết mạch của ngành này. Stone. Smith Stone. One highlight. All right. One highlight, you are here. You too, you too. Chào lại. Chào lại. Why don't we ask others to take the whole of the luggage? Ruth. Không phải.
Good photographer. Godspeed, you are here. Ơn trời cậu đây rồi. Ở đây người ta đi tắm biển ít ha. Đây mà gặp Vũng Tàu thì thôi rowdy. Giờ ra muốn biển. Spell on me, you hit me like the sky fell on me, and I decided you look well on me, so let's go somewhere no one else can see you and me, turn the lights out now, now I'll take you by the hand, hand you another drink, drink it if you can you spend a little time, time is slipping away, away from us, so stay, stay with me, I can make you glad you came. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. I'm glad you came. Not a rule for women. Women in here is not a rule. They maybe if you swim, you will be by the police. Maybe out of no swimming in Vietnam.
you can swim in the Vũng Tàu. Vũng Tàu Beach. Tôi Vũng Tàu Beach. In here, no matter. Yeah, over there, have the black gun. The black gun here, over there. I'm glad you came. The sun goes down, the stars come out. Cát ở đây thì rất là sạch, có đang nắng chặt luôn. Ở sau mọi người quý rất là yes. Đây là Marine Water Song của Sunset Bar. Ở đây là Sunset Bar. Ở đây ông ghi lại tôi á. Yeah, no sunset bar. Bar maybe 30 hours. Bar away? Yeah. Bar away? Yeah. Along here there's no sunset bar. Yeah. Maybe there. Huh? Hatta yutas? Sunset menu. Yes, sir. The beer? Yeah. No hungry. Yes, no hungry.
quá dài luôn. Xếp hàng